Ok, bắt đầu nè anh em. Thở qua bên đây, nào quay lại chơi nợ mình. Tại này thì tập chơi Visual Z nha các bạn. Đúng vậy. Thì á, vừa trước chúng ta đã... Ây, mới nói không đánh lộn mà. Vì sao thì vừa trước chúng ta đã khám phá ở dưới cái nhà thờ này, có một cái ngôi mộ rất là tử thần nguyên mạnh. Vậy một cái ngôi mộ cái chết chóc luôn. Rồi mình đã chiến đấu rất nhiều và... What the hell? Zombie TT à. Này. 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 Trời. Zombie TT. Đâu vậy? Ủa. Wow, món này hay. Né đã nè. Kinh khủng vậy. Ok, dù sao thì chắc các bạn đã để ý mình đã có rất nhiều vũ khí mới phải không nào. Thì á, mình đã thu thập những đồ mà mình lốp được trong màn trước. Và mình đã quay về căn cứ. Và sau đó mở căn cứ đó bạn, mình đã nâng cấp thêm vài thứ nữa. Và giờ đây là những thứ mình có. Một cái súng laser nè. Cái shotgun này khá là mới nha bạn, chứ phải mới gần cũ đâu. Đó, mình còn cái cây này nữa mà level 20 mới mở được bạn. Đó. Thì mới mã tấu rồi đó bạn. Chém rất là lẹ luôn bạn. Nếu nãy bạn thấy đó, chém rất lẹ luôn, rất là sướng luôn bạn. Ok, anh em bắt đầu hứng thú ở đây. Ồ, lại bọn zombie y tá này, y tá này. Bài khá là thú vị phải không nào? Ok, mình thử điều này coi. Ok, zombie đâu? Ra đây. Cái dao mới nè, chém người đã luôn đấy. Ok, nó kìa bạn. Giãn mà. Thì dù sao thì đã lấy bài đồ đó về căn cứ và đã nâng cấp lên và phải được nó là có khói cái nhiều đồ ngon luôn bạn. Nó giờ cái dao súng laser kia đó, như mình thấy rất là tiện lợi luôn. Nhưng mà phải nói là thiếu quá là nhiều đồ luôn bạn, phải hy sinh rất nhiều đồ luôn. Nên là bây giờ chúng ta sẽ tìm cách lấy lại đó. Mọi thứ bây giờ lên level 20 hết trơn hả bạn, vì mình đã lên level 80 18 rồi. Giờ phải kiếm level 20 mà lên cấp phải bạn. Mà nó chết sạch xong chapter này phải nói là hay chăng sẽ khá nhiều đây. Đó, như bạn thấy nó chém cành đè là ui vách đâu ra vậy. Ok, bọn sâu này nha bạn, nó bắt đầu xuất hiện trong mấy con mập mập này đó. Mỗi lần giết xong mấy con zombie mập này là sẽ có xuất hiện mấy con sâu, nên là cẩn thận nha bạn. Và mỗi lần sâu chết á sẽ đó, sẽ tạo ra một luồng độc nha bạn. Và luồng độc nó phải nói là cắn từ đầu luôn bạn. Thì phải nói là bây giờ vũ khí thì hình nghĩ là mát đam đó, giờ chỉ là tốc độ đánh thôi mà đam này kia có mát cho là giờ đến tốc độ đánh nữa bạn. Chết. Bây giờ mấy con zombie này tàn là có những địa chiêu mà kiểu như là nó làm mình bị đứng hình không mà bạn ơi. Mình chơi đóng băng đó, cứ ghét chịu địa chiêu này luôn. Mỗi lần tính hình rồi nó ghĩa máu mình rất là ghét luôn bạn. Như sao bạn, tại ngoài mấy cái vũ khí này kêu mình cần có rất nhiều đồ nữa bạn đó. Mấy bộ đồ này khá mới đó, khá tốt thôi. Đó, chém lẹ luôn.
chơi giày dép phê vậy luôn mạnh. Đam gà rất ok nữa mình. Ok, người ta đi đâu vậy ta? Đấy em dầm mới giờ chóng mặt quá bạn đi. Ok, chỉ qua đây mình sẽ đi về nó. Bọn ma nó kìa, nó làm gì đây? Ủa đây có đường đâu thì sao mũi tên là chỉ qua đó vậy? Bé bây tao phải tự tìm đường hả bạn? Dưới đây như mê cung á bạn, nên là nó được tìm đường thôi. Mày mà phát hiện ra được à, nó đóng khoai tây chiên á, ăn được hồi máu á bạn, là tiện lợi đó, mình thích thôi nha. Đường này đi chưa ta không biết nữa, bình thường tạm đi hết mũi tên à, giờ mình phải đi ngược lại với nó. Sao thì mình sẽ cắt đến chỗ đến đó đó nha. Ok, mình đã thấy vượt mấy bọn zombie nè bạn. Bây giờ nào đi đúng đường đó bạn. Đó. Chính là có zombie là mình đi đúng đường đó. Tại băng tại đây game bán zombie mà. Đi mà không thấy con zombie nào để bán hết, nghĩa là mình nên đi xa đường. Mình biết đường dễ vậy luôn bạn. Chính là cái zombie là đúng đường. Không có là sai đường. Rồi bọn zombie tê tê nữa. Ok, bọn TT này hãy đào đất xuống dưới bạn. Hãy đào đất. Và khi mà đi ra dưới làm đất mình mới đánh nó được. Ok. Có là mạnh anh nữa nha. Ok, mình thấy có hiểu rồi bạn ơi. Well, không sao. Mình có sức mạnh của Edit mà. Sẽ cắt bài đàn là bạn sẽ xem đỡ chán ngay. Hy vọng vậy. Mấy cái video mình đạo này làm tệ quá. Không biết nào được. Ui. Vậy. Béo, mày nên đi theo bọn zombie hứa bạn, zombie xuất hiện ở hướng đó nghĩa là đường ra phía đó hứa bạn. Béo đi nào. Thấy đồng đội với xong y tá đứng yên luôn. Kiểu như nó muốn chết hứa bạn. Thấy mình đắp lại rồi, nên là đứng yên đó để mình giết. Bình thường mấy con vậy mà hay cắn người cắn mình xong rồi hồi máu gì đã từng cứ sợ đó nhưng mà giờ hết sợ bạn. Đẩy dao đánh rất là lẹ luôn, nó chưa kịp đánh nó chưa kịp cắn nữa là nó chết bà rồi. Ok, thành ra này bây giờ đi và lắc nữa, hình như đang farm gái gì đó rất là nhiều hứa bạn nên là mới giật như vậy. Ồ đúng rồi, farm gắn nè, khá những cần farm gắn nè. Thì bây giờ mình chơi sẽ bớt la cà nha các bạn. Đó. Bình thường mình chơi mình hay la cà quá nên là em bị hay bị lạc đường. Ui shit, mở sâu non eo bọn này nhiều quá bạn, phải dùng súng thôi tại vì bọn này dâm tính gần rất nguy hiểm nữa bạn, mỗi lần chết là nó ra cái axit cái gì đó khiến mình rất là đau đớn mỗi khi để đứng lên đó các bạn. Chưa, vừa mới nói xong mẹ quên luôn đứng rồi nói chưa đánh rất là thốn luôn mạnh. Ôi chuột 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 béo, tất nhiên là phải có chuột rồi nên này dơ bẩn như vậy luôn mà. À, sát nó có người không? Rồi thì ra bên dưới nhà thờ dưới thế này xong nên mày biết luôn đó. Ok, ông già này làm gì ở đây? Nhớ cứu ông mà. Ok, cứu tiếp nào. Ông cho mình hành tẩu à?
tự cứu mỗi lần cứu phải được hành tụ chứ, vậy không cứu không cứu gỏng đi cho rồi tỉnh chứ. Mình đã mới dễ cầu thai kìa. Mình đã hứa bạn hả bạn, mình sẽ không la cà kia nữa. Giờ đi một mặt tới Ufan là cái gì đây? Một nơi càm bẫy thế, hãy dẫn mình đến đâu ta? Shit. Đó, như mình đã nói, bọn sau đó nó đang cắn rất là đau các bạn. Không sao, chỉ cần ăn một vài túi khoai tây chiên lên là được chứ. Yeah. Để vậy, khoai tây chiên cho tốt sức khỏe. Đi sai đường rồi, nhưng mà để mình lúc xíu đã bạn. Ô, mình tìm thấy cổng rồi nè. Ở bên dưới này luôn. Ngon. Nhảy xuống được không ta? Không, tính mình không rồi. Ơi trời. Ok, xin lỗi lại. La cà hơi lâu hứa bạn cũng vậy. Mình đã đi một vòng và mình cần gặp một con boss gắn nữa bạn. Người ta sẽ boss nhỏ thôi. Chứ nó rất dễ dàng luôn bạn. Và mình đã nhận được ngoài món đồ gặt bạc để mà gáp này kia thôi bạn. Hai cái tụi sẽ cho mình nhiều thứ nữa. Ok, ta thấy cũng vô cái cổng này. Để coi nó dẫn mình đi đâu. Nó dẫn mình đến phần nào vũ trụ đây. Oh. Oh wow. Wow. Ê, giúp tôi anh. Trời ơi. Ok, thằng này không giúp mình luôn. Ok, chắc là quỷ đó bạn. Éo, nhưng dù sao thì mày hãy nhìn thời gian anh kìa. Éo, hết giờ rồi bạn ơi. Mình sẽ để lại, mình sẽ để tập này lại đây. Và chắc hẹn gặp lại các bạn trong tập sau.